thảm cảnh áp tiếp ca giáng đòn vào sĩ khí Ukraine. Áp tiếp ca một thị trấn chiến lược đã rơi vào tay lực lượng Nga sau khi lực lượng Ukraine rút lui, để lại một cảnh tượng tàn khốc và làm sụt giảm sĩ khí của quân đội Ukraine. Tướng Alexander Shisky, mới được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội Ukraine, đã ra lệnh rút quân khỏi áp tiếp ca nhằm bảo vệ tính mạng binh sĩ trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn bởi lực lượng Nga. Đây được xem là thất bại lớn nhất của Ukraine kể từ khi thành phố Ba mút rơi vào tay Nga năm ngoái. Các quan chức quân đội Ukraine ban đầu tuyên bố rằng cuộc rút quân được tiến hành theo kế hoạch và gây tổn thất tối thiểu. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó cho thấy tình hình khó khăn hơn nhiều. Những binh sĩ Ukraine đã mắc kẹt tại chốt Zenit ở Avdiivka, một số trong số họ bị thương nặng, nhưng không nhận được sự hỗ trợ hoặc sơ tán từ quân đội Ukraine. Một số video sau đó đã cho thấy những binh sĩ này bị bắt sau khi chốt Zenit bị chiếm đóng bởi Nga thất bại ở áp điếp và tổn thất lớn của quân đội ukraine đã gây ra sự suy giảm sĩ khí đặc biệt là khi hàng trăm binh sĩ bị bắt làm tù binh hoặc mất tích các quan chức mỹ nhận định rằng điều này có thể làm giảm nỗ lực tuyển quân của ukraine đặc biệt là khi những binh sĩ trẻ thấy thất vọng sau khi chứng kiến những thất bại và sai lầm của quân đội Trúc quân từ áp điếp ca càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng nga đã bao vây ba mặt thành phố và không kích liên tục vào tuyến đường duy nhất của quân đội ukraine những binh sĩ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt hoặc bắt làm tù binh trong khi cố gắng rút lui điều này đã gây ra sự hỗn loạn và làm mất đi nhiều binh sĩ cũng như làm suy giảm sĩ khí của quân đội ukraine thất bại ở ca cũng khiến các quan chức mỹ lo ngại về khả năng của ukraine trong việc duy trì và tăng cường lực lượng quân sự việc những binh sĩ trẻ thấy mất lòng tin và nghi ngờ về khả năng của quân đội có thể khiến họ không muốn tham gia vào các cuộc chiến tương lai gây khó khăn trong việc tuyển quân và giữ vững sức mạnh của quân đội ukraine